Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Coi98 Insight. Ở trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn 5 bước cơ bản để mình có thể là thuê cái VPS nè, để chúng ta có thể chạy node. Thì trước đây mình đã có làm một cái video về cái node này rồi. Thì trong cái video này mình có hướng dẫn cơ bản là về node là gì nè. Và mình cũng có hướng dẫn các bạn cách để chúng ta có thể thuê VPS để chúng ta có thể chạy node luôn. Tuy nhiên trong video này thì mình chủ yếu là mình trình bày qua cái dạng là hình ảnh, chứ mình không có thực chiến, mình không có thực hiện là thuê cái node đó trực tiếp. Và đó chính là vì sao mà có một số anh em vẫn có để lại trong cái form câu hỏi Q&A. Đó chính là nhờ mình làm một cái video nó có thể là có cái tính thực chiến hơn. Đó thì đó chính là vì sao mà mình sẽ làm cái video này nhé. Rồi tuy nhiên cái video mình làm thì nó sẽ được convert từ cái bài viết node là gì nè và 5 bước chạy node cơ bản của anh Khang Kỳ ha. Đó thì các bạn có thể là vào cái mục là 5 bước chạy node cơ bản dành cho người mới nè. Thì các bạn thực hiện theo cái bước như thế này cũng được. Còn nếu như các bạn mà muốn xem video thì mình sẽ làm cái video này để giúp cho các bạn hiểu kỹ hơn cái từng bước nó như thế nào. Chúng ta phải bấm ở đâu rồi chúng ta bấm như thế nào đó. Thì trong cái video này thì nó sẽ có cái hình ảnh để các bạn có thể dễ dàng nắm bắt hơn so với cái việc là đọc bài viết ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu vào cái video của ngày hôm nay luôn. Trong video này thì mình sẽ có 5 phần. Ở phần thứ nhất đó chính là thuê cái VPS nè, mình sẽ thực hiện theo cái bước mà trong bài viết ha. Phần thứ hai đó chính là nhận thông tin đăng nhập nè. Phần thứ ba đó chính là nhập thông tin đăng nhập nè. Ở phần thứ tư đó chính là nhập hàm tmux. Thì cái hàm tmux này nó sẽ có ý nghĩa là cho phép cái máy chủ ảo của chúng ta có thể hoạt động 24/7. Bởi vì đối với cái việc chạy node của một blockchain á, thì cái máy đó phải hoạt động 24/7 thì có thể mới có thể xác thận được bất kỳ một cái giao dịch đó, bất kỳ một cái giao dịch nào khi mà họ đã gửi lên on-chain. Đó thì đối với những cái máy mà chúng ta máy laptop của chúng ta đi, chúng ta thường xuyên tắt mở thì sẽ không thể nào chạy node được. Và đó chính là vì sao mà chúng ta phải thuê một cái máy chủ ảo. Và khi mà chúng ta thuê một cái máy chủ ảo được gọi là VPS rồi á, thì chúng ta cũng phải nhập cái hàm tmux. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ đến cái bước đó chính là bắt đầu chạy node nha. Thì đến cái bước bắt đầu chạy node này á, mình sẽ không bao gồm trong cái video này, mà mình sẽ làm ở trong những cái video tiếp theo. Thì ở thời điểm hiện tại đã có một số các cái bài viết về cái dạng chạy node của một số blockchain, ví dụ như có Aptos nè, thì có Starknet nè, thì mình sẽ làm những cái video tiếp theo về những cái chủ đề này ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu vào cái video của ngày hôm nay luôn. Thì như hồi nãy mình có đề cập á, ở trong cái bước đầu tiên thì chúng ta sẽ thực hiện cái việc đó chính là thuê cái VPS. Thì ở thời điểm hiện tại thì anh Kỳ có thuê cái VPS ở trên trang đó chính là consabo.com. Thì các bạn có thể click ngay tại đây nè, consabo.com. Thì lúc này nó sẽ có rất là nhiều các cái gói khác nhau. Thì đối với cái việc chạy node của chúng ta chỉ ở cái mức là thử nghiệm thôi. Thì các bạn có thể là chọn cái phần chạy node rẻ nhất ha. Rồi sau khi bạn click vào đây rồi thì bạn có thể thấy được là họ cũng so sánh với một số các cái bên bán cái VPS khác. Thì ở thời điểm hiện tại Consabo đang là cái bên mà có cái mức phí rẻ nhất. Rồi nếu như các bạn đã biết chạy node sơ sơ rồi, hoặc là bạn biết một chút về code, hoặc là bạn biết một chút về web mà bạn muốn chạy node cho nhiều cái blockchain khác nhau, thì bạn có thể thuê cái gói cao hơn. Còn nếu như không á, bạn muốn ở chỉ cái mức thử nghiệm thôi á, thì chúng ta có thể trải nghiệm đối với việc chạy node là như thế nào, thì bạn nên thuê với cái gói rẻ nhất thôi ha. Thì mình cũng đã mua cái gói rẻ nhất, đó chính là khoảng 6.99 đô một tháng. Rồi sau đó thì bạn click vào nút select. Ở phần này á, thì bạn chọn giúp mình là 12 tháng, bởi vì chúng ta muốn chạy node, chúng ta muốn chạy nhiều node trên một blockchain, chúng ta đã lỡ tìm hiểu rồi, thì lỡ rồi thì chúng ta cũng nên mua lâu dài luôn, để coi là nếu như chúng ta có săn retroactive thì chẳng hạn, thì chúng ta cũng không biết khi nào mà họ ra mắt cái gói, ra mắt cái việc là sẽ có retroactive cho người dùng. Chính vì thế mà chúng ta nên chạy node cho tới khi nào họ ra mắt thì thôi. Thì cái việc chúng ta chọn 12 tháng là với cái mục đích đó. Rồi tiếp theo là những cái option khác, ví dụ như là cái khu vực của cái VPS, thì ở phần này chúng ta không cần chọn, chúng ta cứ để mặc định đi ha. Cái storage type ở đây thì chúng ta có thể là chọn 200 hoặc là 400. Thì nếu như chúng ta mà biết cơ bản về code và muốn chạy node cho nhiều cái blockchain khác nhau thì các bạn có thể chọn 400. Còn nếu như các bạn chạy node trải nghiệm thôi thì các bạn có thể là chọn 200. Đối với sáng nay thì mình có hỏi anh Kỳ, thì anh Kỳ có nói là một số khác node thì nó cũng chạy lên đến là 50GB cho một cái blockchain. Chính vì thế mà nếu như các bạn mà xác định là chạy đâu đó là khoảng 4-5 cái blockchain khác nhau đi, thì bạn nên chọn là 400GB. Còn không thì các bạn có thể chọn 200 đó. Rồi như vậy thì với khoản này thì mình chọn 200 ha. Khúc này thì các bạn giữ nguyên nè, cái hệ điều hành Ubuntu. Khúc này thì bạn có thể là nhập cái password
hoặc là generate cái password cho bạn ha. Thì đối với cái phần generate password này á, thì nó sẽ tự động, bạn không có cần phải click vào đây cũng được, nó sẽ tự động cho các bạn. Rồi ở trong những cái phần này thì mình cứ để nguyên, không cần phải làm gì cả. Sau đó thì mình sẽ click next. Ở phần này thì bạn sẽ nhập vào một số các cái thông tin cơ bản để chúng ta có thể thanh toán. Ở thứ nhất đó chính là cái tên nè, thứ hai đó chính là cái địa chỉ nè, thứ ba đó chính là thành phố sống nè. Postcode thì nếu như bạn ở thành phố Hồ Chí Minh thì nó sẽ là con số là 700.000. Đó, nó sẽ là con số 700.000. Sau đó thì nhập một số cái thông tin khác, ví dụ như là số điện thoại. Ở phía dưới đây thì có email ha. Rồi, sau khi mà bạn đã nhập hết tất cả những thông tin này rồi thì bạn sẽ click next. Thì sau khi mà bạn đã click next rồi á, thì nó sẽ dẫn bạn đến một cái trang, ở đó chính là trang thanh toán. Thì thanh toán ở đây á, bạn có thể thanh toán thông qua thẻ Visa, thông qua thẻ Mastercard hoặc là thông qua PayPal. Thì sáng nay á, mình thanh toán qua thẻ Mastercard của VPBank đó, thì mình thanh toán qua thẻ đó với cái giá trị họ trừ đó là khoảng, mình không biết tại sao nhưng mà mình chọn 12 tháng, nhưng mà cuối cùng thì họ chỉ có trừ đâu đó là khoảng 7 đô thôi. Mình nghĩ là có thể là mỗi tháng thì họ sẽ trừ một lần, hoặc là nếu như có sai sót một xíu á, là do bởi vì mình chọn có một tháng thôi nên là họ chỉ trừ một tháng. Thì điều này thì các bạn có thể là tùy chỉnh ở cái phần đó, mình có thể xem xét kỹ hơn ở tại cái khúc này ha. Rồi, bởi vì cái phần này á, một số bạn sẽ hỏi là tại sao mình không nhập và mình không làm video ngay trực tiếp tại đây luôn. Là bởi vì sau khi mà mình mua rồi á, để mình có cái VPS á, thì mình cần phải đợi đâu đó là khoảng 3 tiếng sau. Đó chính là vì sao mà mình phải mua trước rồi mình mới thực hiện cái video này. Rồi sau khi mà bạn đã mua rồi á, thì nó sẽ thông báo cho bạn là cảm ơn bạn là bạn đã mua nè. Rồi nó sẽ ra cái customer ID nè. Rồi nó trừ bao nhiêu thì nó cũng sẽ ghi ở đây. Thì ngay cái lúc mà bạn mua cái VPS á, thì nó sẽ chưa gửi cho bạn về cái IP mà bạn đã mua đâu. Nghĩa là họ chưa gửi cho bạn cái thông tin đăng nhập của cái máy chủ ảo đâu. Rồi sau đó 3 tiếng thì họ nó mới gửi cho bạn cái thông tin đăng nhập của cái máy chủ ảo. Thì nó cũng sẽ gửi cho bạn một cái mail như thế này. Thì trong cái mail đó nó sẽ có cái mật khẩu. Mật khẩu của cái đây sẽ là cái mật khẩu để bạn đăng nhập vào Consabo ha. Rồi đây mới là cái phần quan trọng nè, nghĩa là cái mật khẩu để chúng ta có thể đăng nhập vào cái máy chủ ảo. Thì đây sẽ là cái IP address của bạn để bạn có thể đăng nhập. Còn ở đây sẽ là cái password để bạn có thể đăng nhập vào cái máy chủ ảo. Tuy nhiên á, thì ở cái chỗ này á, nếu như mà bạn lấy cái password này để bạn đăng nhập á, thì bạn sẽ không đăng nhập được. Đó chính là vì sao mà mình sẽ có cái bước tiếp theo, đó chính là mình phải thay đổi mật khẩu. Rồi thì ở đây thì mình cũng đã đi đến cái bước thứ hai, đó chính là nhận thông tin đăng nhập thông qua email nè ha. Đó, bạn thấy nó giống không? Nhận thông tin đăng nhập thông qua email. Rồi, sau khi mà mình đã nhận thông tin đăng nhập rồi thì bạn bắt đầu bạn nhập cái thông tin đăng nhập này vào cái phần này. Tuy nhiên á, thì trước đó thì bạn phải có một cái bước, đó chính là thay đổi cái mail của bạn, thay đổi cái password của cái VPS. Bởi vì nếu như bạn không thay đổi á, thì không biết vì một cái lý do gì đó mà bạn không thể nào bạn đăng nhập được. Đó, thì cái này là có cái chia sẻ của anh Kỳ mà sáng nay mình có thực hiện thì nó cũng y chang như vậy. Nghĩa là ở trong cái phần mà bạn thay đổi, trong cái phần mà bạn thay đổi cái password á, thì nó sẽ có cái đoạn cho phép bạn auto generate cái password ra. Thì nó sẽ có cái mật khẩu rất là khó, ví dụ như là có ngoặc kép, ngoặc đơn, rồi có dấu hai chấm, có dấu chấm hỏi. Thì bạn đừng có sử dụng cái tính năng đó chính là generate password, mà thay vào đó bạn hãy tự nhập cái password, ví dụ như tên của bạn và một cái dãy số. Đó, thì mình không hiểu tại sao nhưng mà đối với cái password đơn giản á, mà nó không có những cái ký tự ngoằn nghèo, ví dụ như là dấu phần trăm, xong rồi dấu sao, xong rồi ngoặc đơn, ngoặc kép á, thì nó mới đăng nhập được. Rồi, sau khi mà bạn đã có cái thông tin đăng nhập rồi á, và bạn đã thay đổi cái password, nghĩa là bạn sẽ thay đổi cái password này nè. Các bạn đừng có lấy password này của mình đăng nhập nhé, bởi vì nó không đăng nhập được đâu, mình đã có thay đổi rồi. Và cái IP address này rồi, thì bây giờ các bạn mới bắt đầu đăng nhập vào cái máy chủ ảo ở trên cái máy của mình. Thì để các bạn có thể đăng nhập vào cái máy chủ ảo ở trong cái máy của mình á, thì các bạn bắt đầu làm coi là bạn sử dụng máy Windows hoặc là bạn sử dụng máy Mac OS. Thì đối với Windows thì các bạn sẽ sử dụng cái nút Windows nè, sau đó thì nhấn vào nút R thì nó sẽ ra một cái bảng như thế này. Sau đó bạn nhấn vào chữ CMD và bạn nhấn Enter hoặc là nhấn OK. Rồi sau khi bạn nhấn OK rồi, nó sẽ ra một cái dãy như thế này. Thì sau đó để bạn có thể đăng nhập được cái máy chủ ảo của bạn á, thì bạn sẽ bắt đầu là chọn cái phần này ha. Đây, thì bạn có thể sử dụng một cái, bạn sẽ chọn một cái phần này. Rồi, bạn dán vào. Sau đó điền cái IP của bạn vào. Đây chính là cái IP của bạn. Rồi, bạn điền cái IP của bạn vào đây. Đó, rồi sau đó bạn click chữ Enter. Rồi,
như vậy bạn đợi một xíu ha. Rồi phần này thì nó sẽ hỏi bạn là bạn muốn tiếp tục hay không, thì bạn hãy bấm đúng cái chữ yes giúp mình, bấm đúng cái chữ yes nha. Rồi đó. Rồi sau khi bạn bấm đúng chữ yes rồi thì nó sẽ cho phép là bạn nhập cái password của cái VPS. Thì lúc mà bạn nhập cái password của VPS á, nó sẽ không hiện đâu. Các bạn có thể thấy được là mình vẫn đang bấm nè, nhưng mà nó sẽ không hiện. Rồi khi mà bạn nhập xong, bạn click nút enter, thì nếu như cái password của bạn đúng á, thì nó sẽ tiếp tục nhảy ra những cái đoạn tiếp theo tương tự như thế này. Đó, nó welcome nè, welcome có chữ countable. Đây thì bạn có thể thấy tại đây, nó y chang cái đoạn này. Rồi, sau khi mà bạn đã đăng nhập vào cái VPS của mình rồi, thì bây giờ mình sẽ đi đến cái bước tiếp theo, đó chính là nhập cái hàm CMux. Thì để các bạn có thể nhập cái hàm CMux á, thì bạn copy cái đoạn ở đây và sau đó nhập vào cái hàm phần này. Đó, các bạn copy và các bạn paste thôi. Đây, mình sẽ copy và mình paste ha. Không biết vì lý do gì nhưng mà mình copy không copy và paste được, nên là phần này mình phải bấm, mình phải nhập tay, nhập thủ công. Rồi, nhấn enter. Đó, thì bạn có thể thấy là nó tự chạy nè. Rồi, tiếp tục nhấn chữ y. Đây, y nghĩa là đồng ý là yes nha. Đó, thì sau khi mà bạn nhập hàm xong rồi đó, nghĩa là chúng ta đã có thể bắt đầu vào cái hàm CMux này của mình đã bắt đầu tự chạy nè. Đó, các bạn có thể thấy không? Khi nào 100% rồi thì nó sẽ thông báo. Các bạn cần phải chờ một xíu nhé. Rồi, ở như vậy thì mình đã cài xong cái hàm CMux rồi. Nghĩa là sau khi mà chúng ta đã cài xong cái hàm CMux, nghĩa là chúng ta đã xong được cái bước cơ bản, nghĩa là chúng ta đã xong 4 cái bước đầu và cuối cùng đó chính là cái bước chạy nốt thôi. Đối với cái bước chạy nốt này á, thì một số bạn có thể là xem các cái bài viết của anh Kỳ về là hướng dẫn chạy nốt AppSource và hướng dẫn chạy nốt Startnet, thì các bạn là cũng thực hiện cái việc tương tự như thế, nghĩa là anh Kỳ hướng dẫn đến bước nào thì bạn có thể copy cái đoạn mã đó vào rồi bạn bắt đầu bạn chạy nốt thôi. Như vậy là mình cũng đã hướng dẫn xong cho các bạn cái bước để mình có thể đăng nhập vào cái VPS của mình. Còn nếu như bạn muốn thoát ra thì bạn có thể là click nút thoát ở đây rồi mình thoát ra thôi. Còn nếu như các bạn mà ngoài cái Startnet với lại cái AppSource này ra mà bạn muốn chạy nốt cho những cái blockchain khác nữa, thì các bạn có thể vào công cụ Nodes Guru nè. Thì trong cái công cụ Nodes Guru này, nó sẽ có rất là nhiều các blockchain khác nhau, ví dụ như blockchain Aura, blockchain Startnet nè. Đó, các bạn kéo xuống dưới nữa thì nó sẽ có nhiều blockchain khác. Thì sau khi mà bạn click vào đây thì họ cũng sẽ có cái phần hướng dẫn luôn, nghĩa là chúng ta sẽ cần copy cái đoạn mã nào rồi bấm tại đâu đó. Thì như vậy thì sau cái đoạn này thì các bạn sẽ hiểu hơn về cái cách để chúng ta có thể cài nốt. Tuy nhiên á, thì lúc mà chúng ta cài nốt thì nó sẽ có một số lưu ý như sau, nghĩa là sẽ có một số blockchain sẽ có một số nốt thì bạn bắt buộc phải cài rất là nhiều, bạn phải nhập rất là nhiều đoạn mã. Còn có một số blockchain thì họ đã có cài sẵn, họ đã có viết sẵn một cái lock rồi, nghĩa là chúng ta chỉ cần copy hết cái đoạn này thì nó sẽ có một cái phần quick installation, nghĩa là nó sẽ tự động cài đặt, tự động đăng nhập một cách rất là dễ dàng luôn. Còn đối với một số các cái câu lệnh khác để chúng ta có thể là show private key nè, rồi chúng ta có thể restart cái node nè, hoặc là chúng ta có thể check coi là cái node này đang làm cái gì nè, đó thì nó sẽ có một cái số câu lệnh như thế này. Hoặc là chúng ta muốn xóa cái node của mình đi thì nó cũng sẽ có những cái câu lệnh như thế này. Thì bạn cũng sẽ copy cái câu lệnh đó và dán vào đây và click enter, thì cái máy chủ ảo của chúng ta sẽ thực hiện cái điều đó để chúng ta có thể là để chúng ta có thể cài đặt và cũng như là sử dụng cái VPS đó. Nhìn chung thì các bạn sẽ hiểu được thông qua sơ sơ qua được là cái cách nó, cái node nó sẽ cài đặt như thế nào. Đó, như vậy thì mình cũng đã hướng dẫn xong cho bạn là cái cách để chúng ta có thể cài đặt thuê VPS và cài đặt cái cơ bản để cái node. Còn trong những cái video tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để chúng ta chạy node ở trên Startnet nè, cái cách để chúng ta chạy node ở trên AppSource nè, hoặc là chúng ta có thể cài đặt cái node ở những cái blockchain của những cái blockchain khác thông qua cái công cụ đó chính là Nodes Guru. Rồi cuối cùng thì cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này. Mình hy vọng là sau video này thì nó sẽ dễ dàng hơn cho các bạn trong cái việc là tiếp cận cái cách khai thác cái lợi nhuận mới ở trong thị trường.
Mặc dù ở thời điểm hiện tại cái việc chạy note nó sẽ không phù hợp với số đông đâu, nhưng mà nó sẽ là một cái cách rất là hay để chúng ta có thể hiểu hơn ở trong thị trường crypto đang có những cái gì mới, ở ngoài cái việc farming, ngoài cái việc tham gia lending ở trong DeFi đó, tương tự như thế. Rồi, ở cuối cùng thì nếu như bạn yêu mến Coin98 Insight TV thì đừng quên like và subscribe kênh tại đây nhé. Nếu như bạn có những cái câu hỏi nào về thị trường crypto thì ở trong bất kỳ những cái video tại đây đều có cái form câu hỏi để bạn có thể để lại câu hỏi, và đội ngũ Coin98 Insight sẽ sẵn sàng trả lời bất kỳ những câu hỏi nào của tất cả anh em cộng đồng. Rồi, mình xin cảm ơn các bạn rất là nhiều và chúc cho các bạn có một ngày thật là vui vẻ.